Đây chủ nhà này đang ông không cần phải rửa sạch gì hết. Đây là sinh nhật của Nga hôm nay này, mang rượu đồ đến đây. Và có cả cái cồn ở trong đây này. Rất là đẹp. Ôi hiện nàng xinh chưa? Đẹp quá. Kể những cái trận đánh mà kích thủ kích thương đánh như là máy bay ở đấy rồi đấy, mà đúng là một đi không trở về thật. Kể lại cuộc chiến tranh ấy là phải nói là ác liệt về bộ binh ông uy ấy, ông ta chuẩn bị những cái mà năm không có cái ngắn đâu. Uy còn đi trước rồi, ông Hoàng Uy còn đi trước, còn đang học em đi rồi. Kiếp ông đi Tây Nguyên, ông đi Tây Nguyên, ông kể đấy. Đủ mặt chưa? Chưa là bộ binh rác đã cả luôn. Rác đã cả luôn. Uy nó mình ấy. Không kể chuyện gì. Coi như là người rắn người đẹp của lớp đây. Sau đấy thì một trận đánh. Bạn cầm bạn quay, bạn cầm bạn quay. Đấy đang chơi tiếp. Tâm Khang quay đây cái. Không. Cái cứ cái đầu chổng vào lại mong chổng ta chả nhìn thấy người đâu cả. Quá xinh. Sinh từ trẻ mà đứng dạng sinh vì khó ấy, đúng không? Mắt to và đen. Mắt to và đen. Đi đâu muốn nhà kết thúc nhá.